Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Cũng như tiêu đề thì các bạn đã vào đây thì các bạn cũng đã thấy rằng là hình ảnh ngoài của mình là một con bot mới lạ đúng không? Thì mình cũng không biết rằng là đây có phải là bot mới thật sự hay không. Nhưng mà nó đã có mô hình rồi và khả năng cao nó sẽ là bot mới. Tại vì là đợt trước mình có nói các bạn về nội dung là cập nhật mới về biển hoặc là cập nhật về băng đúng không? Thì mình nghĩ khả năng cao là con này nếu như mà nó là bot thì có lẽ là nó là bot đại dương. Tại vì là cái màu nó khá giống màu xanh của đại dương. Ok, tình cờ mình lướt bên Trung Quốc thì mình thấy một vài cái clip mà xuất hiện cái mô hình bot này. Nên là mình sẽ chia sẻ các bạn coi về một vài cái hình ảnh của nó ha. Và các bạn nghĩ xem là không biết liệu đây có phải là bot đại dương hay không, hay là bot của một vùng đất nào khác ha. Cái này chỉ gọi là giả thuyết của mình thôi, nên là cũng không phải là chính xác 100% nha các bạn. Ok, thì đây là hình ảnh về con bot mới ha. Mình cũng không chắc có phải là bot mới không, nhưng mà mình nghĩ rằng là khả năng cao là thế. Nó là một cái màu xanh và nhớ không nhầm thì đây là hình ảnh nó đã từng xuất hiện ở trên cái trailer ở hơn một năm trước rồi. Mình nhớ không nhầm là vậy ha. Nhiều bạn kêu đây là con bot núi lửa nhưng mà không phải, nó đâu phải, nó đâu liên quan đâu, đúng không? Nó là màu xanh vậy, móng tay với lại cái đầu của nó rất là khác mà, đúng không? Và mình nghĩ rằng ở đây là một loại bot mới sắp được cập nhật, có thể là trong sang năm. Ừ, có thể là sang năm sẽ được cập nhật. Thì các bạn nghĩ thế nào? Liệu rằng là nó là bot đại dương hay là bot vũ trụ hay là bot băng tuyết? Các bạn nghĩ thế nào? Mình thì theo mình thì chắc là khả năng là bot đại dương. Tại vì trông này nó cũng khá là giống màu xanh xanh đấy. Màu nó kiểu cũng hợp tông đại dương đấy các bạn ạ. Theo các bạn thì nó là bot gì? Ở đây có thêm một vài hình ảnh nữa. Thì các bạn thấy rằng là nó khá là bự ha. Rất là bự luôn. Mình nghĩ chắc là nó phải bự hơn cả con bot núi lửa đấy nhờ. Bự hơn con bot tự cổ luôn đấy. Ừ, khá là to và nó cũng kiểu như là mất cái phần dưới. Nó chỉ có phần nửa trên thôi. Thì khả năng cao thì nó kiểu như là nó sẽ đánh tấn công tầm xa thay vì là cận chiến, tại vì là nó di chuyển sẽ rất là hạn chế luôn. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ có một phương thức triệu hồi nào đấy giống như con bot núi lửa vậy, là chúng ta cần 3 mảnh. Thì con bot này thì mình nghĩ khả năng cao nó cũng sẽ sử dụng cái mảnh gì đấy, hoặc là nó sẽ sử dụng cái mảnh của con bot núi lửa chẳng hạn. Mình ví dụ là thế, chứ còn nó sẽ như thế này chắc chắn là bot to rồi, không phải là bot thần rắn hay là bot run cát đâu. Tại vì là hai con đấy thì hơi phế vật, con này thì to bự thế này, mình nghĩ là chắc cũng phải gọi là khó khăn trong cái việc mà triệu hồi nó đây. Và nếu như mà nó là bot đại dương thì thực sự là rất là khó khăn trong cái việc đánh nhau luôn. Các bạn cũng biết mà, ở đại dương thì chúng ta di chuyển không hề nhanh tí nào, và chiêu thức của nó mà đắm thì chắc là chỉ có chịu đòn thôi, chứ còn né rất là khó. Tại vì các bạn biết mà, bơi thì khó khăn rồi, còn bị oxy nữa. Nên là thực sự nếu như mà là bot đại dương thì mệt mỏi luôn, còn nếu là bot vũ trụ thì mình nghĩ là đỡ hơn. Ok, thì đây là một vài nhận định của mình với cái hình mô hình con bot mới này. Còn bao giờ nó ra thì chúng ta cũng chưa để biết được. Nhưng mà nếu mà giả sử có ra thì khả năng cao cũng chỉ gọi là năm sau thôi. Chứ còn năm nay thì coi như là hết rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ qua sang năm mới rồi. Nên là năm nay mình nghĩ chắc là sẽ không có. Và nếu như mà có những con bot mới ở trong ngày Tết này thì mình nghĩ rằng là sẽ có một con mà ở năm trước hình như là nhớ không nhầm là có rồi. Nhưng lúc đấy thì mình bận, mình không có chơi game nên là mình cũng không có để ý kỹ lắm. Đó chính là cái con này ha, con này con khỉ à, mình cũng chẳng biết gọi tên là gì. Nhưng mà con này thì mình nhớ không nhầm nó ở Tết là nó có xuất hiện đấy. Người ta gọi là sự kiện đúng không nhỉ, sự kiện đánh boss này. Thì con này chỉ có ở trong event thôi. Không biết là năm nay có được quay trở lại hay không ha. Mình hy vọng là sẽ được quay trở lại để mình có thể được trải nghiệm ha. Chứ năm trước là mình bận quá, mình không có được trải nghiệm. Nên là hơi buồn chút xíu. Đây chỉ một vài nản từ bên Trung Quốc mình tìm kiếm, mình tham khảo qua thôi. Chứ còn tất nhiên là cái mô hình con boss đại dương kia thì nó chưa có ở Việt Nam đâu. Anh em chỉ có thể qua bên Trung Quốc và gọi là tìm kiếm trải nghiệm thì có thôi. Ok, thì đây là một vài hình ảnh cũng như là một vài cái giả thuyết của mình đưa ra. Và tất nhiên đây chỉ gọi là thông tin cá nhân của mình đưa ra thôi nhé. Chứ nó không phải là nhận định là sắp tới là có bot hay không. Cái này chúng ta chưa biết được và hãy đợi Mini World họ thông báo nhé mọi người. Thì mình sẽ xin dừng clip ở đây. Đây chỉ là một vài hình ảnh muốn chia sẻ cho các bạn biết trước về khả năng cao là Mini World họ sẽ cập nhật bot mới thôi. Và bye bye, hẹn gặp lại. Nếu như có thông tin gì mới thì mình sẽ up video và cho các bạn biết ha.